cùng gia đình cũng đi tới được ba chốt rồi. Ghé ghé fan à, fan của Giáo Đồng với lại em thật bì. Cái gì? Sao mẹ không nói? Của ai? Giáo Đồng với ai? Giáo Đồng với em thật bì. Đó, giờ nghe gì nhớ. Cái giáo Phúc thôi à, không có nhớ cái kênh tên gì luôn á. Giờ uống cà phê, gặp nói chuyện chơi chút xíu. Kiếm quán ăn gì, gà gì á mà chỗ này không có. Đốt là nằm chi tôm gà đốt đúng không? Ấm ra ăn món đó. Chi tôm nằm ở cái miếng đường đây, gì giống muối vậy. Chỗ gần đại tiếp dục. Chút xíu đó chị, giờ dọc đường sớm sớm chị ghé chị mua. Ghé ăn thử. Nếu mà chị đi đó là vòng xa lắm. Không. Đi về đi. Ủa xong rồi vậy coi. Kêu làm gì du lịch chứ kêu về cho lên đó cái điện gì đó. Cái gì vậy? Mày đỡ thiên phải không? Thằng mày đỡm không? Thằng thiên gì không? Mày đỡm không? Không mày đỡm. Mày thiên sao nữa? Không, cái đợt nào mà hằng hùng nó bị cái mặt nó ngọn ngơ nó nói là cái đợt cái Vinh ăn bẫy đỡm đó là ăn bẫy đỡm mà đi hút anh đó. Lúc đó anh với vợ anh coi sợ luôn á, là quay là tụi em anh thấy bấm luôn, bấm đi theo luôn. Nó về nó nói chung là lúc mà tụi em đi hút nó thấy nói chung là mình thấy nó nói thôi. Tại em lúc mà về á có cảm giác mẹ đã có cảm giác trong anh mới làm gì thấy. Không biết kìa, em có tu qua lại mấy cái đó. Không có, anh lúc mà quay qua lại anh thấy đừng có quay con. Anh bấm top ra đó em còn. Dạ. Nhưng mà mình mày đừng có quay con. Nó mà thấy gõ, không được gõ. Còn một cái dây, muốn có đi bọc bùa hay mày bọc bùa. Bọc bùa sao nó theo, sao nó ra. Không, nhưng mà cũng nhiều lúc có đem, nhưng mà em để trong đầu thì em đeo vòng dây. Dù em để đâu mà em để cái nào khúc phức á. Cái bùa đấy nhất là bùa niêu không à. Uống cà phê thôi, máy bay đi về. Trời mưa vậy thấy buồn ha. Uống rồi. Rồi. Gì vậy, bỏ túi đi hỏi mẹ luôn hả? Có gì rồi, có gì nhớ lên Bình Dương chơi nha. Dạ, có gì em có lên thì muốn để về đây mày anh bye bye chị ơi. Bye bye nè Lộc, Lộc bye bye kênh chị ngái gà. Bye bye mọi người luôn. Rồi. Ai đậu nhậu sớm ai đậu. Chạy xe gì xa lắm anh. Uống ly 40 triệu anh bà, anh Tân. Dạ. Quay clip bóc pháo cho chị nha, để tụi thấy nó chữ á. Vậy hả? Ừ. Đâu có mới sắm tiền giả lại đeo. Đúng không? Không đâu, qua rủ anh bà nhậu mà. Qua rủ anh bà nhậu mà. Không cứu chổng sao vậy không được. Không, giờ hút mình nha. Hút mình luôn. Thôi đi. Cầu sắt, cái cầu này là giết người nhiều quá hả? Bên bót. Cái cầu này là làm mớ lại, còn cái cầu cũ nó nằm ở kia. Ừ. Mẹ còn mấy con nữa mẹ. Tí nó lạ quá vậy. Tí nó bị căng. Bye bye Phúc nha. Bye bye rồi nè. Tôi ba lòng can mấy bài chú Phúc đi. Bye bye. Rồi. Rồi. Rồi ok bye bye. Rồi. Rồi. Vô vô cho ba quay đầu xe ra. Ở nó mặn gì em đang vô mua bệnh rồi. Vô mua đi. Bây giờ cả nhà mình sẽ về.